24. Sếp à, Ryan từ bên Mỹ bay về rồi. Trong tay hắn hình như có chứng cứ quan trọng. Vậy nhất định phải bắt được hắn. Ê, đợi đã. Ông chủ, con trai của Trương Văn Quý đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Có người chỉ định muốn gặp cậu, nhưng không tiện công khai lộ diện. Tìm anh là để hoàn thành quỹ thác của ba tôi lúc còn sống. Đồng chí chúc ông ấy đặc biệt chỉ định, muốn tôi phải tận tay đưa món đồ này cho anh đó. Dù chi bệnh, tôi biết cậu có thể có vài thành kiến với tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể bình tâm nghe tôi nói hết câu chuyện này. Chuyện này đã xảy ra 25 năm trước. Lúc đó tôi, Nhân Hải và Lương Văn Đạo, vì muốn thực hiện ước mơ duy trì an ninh mạng của thế giới, đã đưa ra một quyết định đau đớn, làm thay đổi cả cuộc đời của tôi và Nhân Hải. Trước khi nghỉ hưu, anh hãy giúp tôi làm một việc cuối cùng. Dụ Chu Chí Bình đến tham gia cuộc thi hacker của Snowball chúng ta. Thành công để Hoàng Học Trung mà ông ta âm thầm huấn luyện, thuận lợi gia nhập Zero mà không khiến cậu cảnh giác và nghi ngờ, tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của cậu. Thật ra từ đầu đến cuối, Lương Văn Đạo không hề dự định để Nhân Hải đi. Ông ta đã dày công lên kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim, sai tôi đi chấp hành. Cả đời này Nhân Hải quan tâm nhất là đứa cháu trai vô dụng Dương Tử Hán và những đứa trẻ ở cô nhi viện. Chỉ cần nắm được những điểm yếu này của anh ta, dù có kêu anh ta cược cả tính mạng, anh ta cũng không bao giờ hối hận. Nhất định phải khiến anh ấy đi vào đường cùng sao? Nhân Hải đã nhìn thấu trái tim của tôi rồi, nên anh đừng khiến tôi thất vọng nữa ha. Lương Văn Đạo dùng tính mạng của Dương Tử Hán và tất cả trẻ ở cô nhi viện uy hiếp Nhân Hải phải chịu trách nhiệm trong việc hại chết cha mẹ cậu năm xưa, dùng cái chết để tạ tội chết trước mặt cậu. Như vậy thì không những xóa bỏ nghi ngờ muốn điều tra chân tướng của cậu, đồng thời còn đạt được mục đích giết Nhân Hải. Song tôi không ngờ rằng sau khi Nhân Hải chết đi, Lương Văn Đạo lại vi phạm lời hứa muốn giết Tử Hán diệt khẩu. Tôi biết mình không thể tiếp tục giúp Lương Văn Đạo nối giáo cho giặc nữa, nên đã bắt đầu lên kế hoạch phản ông ta. Trong kế hoạch chấp hành giết Tử Hán, lúc ăn cắp dữ liệu của viện trưởng pháp y, luật sư và bác sĩ gia đình, tôi đã cố tình lấy thêm dữ liệu của Sona. Mục đích là lợi dụng Sona để dụ cậu gia nhập. Cô đã làm xong việc chưa? Tôi đã liên lạc với Zero rồi. Tốt lắm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời và làm theo chỉ thị của tôi bảo đảm bí mật của cô sẽ không bị lộ ra ngoài. Cậu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của tôi. Thuận theo manh mối Jonna, cậu đã điều tra được chuyện này có liên quan đến Snowball. Nhưng tôi không ngờ rằng Lương Văn Đạo vẫn cao hơn tôi một bậc. Thì ra ông ta đã sớm đoán được tôi sẽ phản bội. Khi tôi bị cảnh sát truy nã và đang bỏ trốn, thì ông ta đã xuất hiện. Làm sao anh có thể tìm được tôi? Tôi biết anh có ý muốn phản bội lâu rồi, nên vẫn luôn giám sát anh. Anh quá khiến tôi thất vọng. Câu nói này tôi là người nên nói mới phải đó. IV vợ trước của anh và cả con của hai người ở California của Mỹ vẫn sống tốt chứ? Tôi nghe nói sau khi Ryan tốt nghiệp đại học, hiện là một kỹ sư điện tử rồi ha, và đã có bạn gái. Nửa cuối năm nay sẽ kết hôn. Anh sẽ đến dự đám cưới của họ chứ? Tôi đã cắt đứt quan hệ với họ lâu rồi. Thật à? Thật ra lúc anh và Ivy đi hôn, tôi đã nghi ngờ anh rồi. Một người đàn ông lo cho gia đình như anh, sao lại đột nhiên lại đi ngoại tình rồi ly hôn chứ? Hả? Anh chỉ muốn bảo vệ họ thôi. Cho nên bao nhiêu năm nay tôi cứ luôn cử người giám sát nhất cử nhất động của mẹ con họ. Không ngờ đến hôm nay lại phát huy được tác dụng. Anh thật quá đê tiện. Là anh với Nhân Hải không tin tưởng tôi trước,
lúc nào cũng đề phòng tôi. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Là tôi phản bội anh trước, muốn chém muốn giết, tôi không có gì để nói cả. Nhưng tôi cầu xin anh, nể tình anh em nhiều năm, hãy tha cho người nhà của tôi. Anh bắt buộc phải chết. Nếu cái chết của tôi có thể cứu được người nhà của tôi thì tôi bằng lòng. Không phải trước mặt tôi là Tư Dẫn. Ba! Nghe tôi nói, tôi đã gửi thông tin chi tiết cho anh rồi. Anh làm theo lời tôi nói, hãy nghĩ đến Ivy và con của anh. Chạy mau, chạy đi, đi, đi. Ba. Sau sự việc đó, Lương Văn Đạo đã mở họp báo, đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Điều đáng hận hơn là ông ta muốn tôi uống thuốc độc chết trước mặt của Tư Dẫn, ngầm thừa nhận mọi tội lỗi. Tại sao chú lại làm như vậy chứ? Chú Quý, rốt cuộc chú có chuyện gì không thể nói cho con biết vậy? Cả cuộc đời của chú chỉ là một việc sai lầm. Cũng vì sai lầm đó mà không thể quay đầu được. Tôi biết ông trời đã định tôi không thoát được kiếp nạn này, nên đã sắp xếp một việc cuối cùng là thông báo cho luật sư ở Mỹ sau khi tôi chết, nói cho Ryan biết về di ngôn của tôi và nhờ nó đưa lá thư này cho cậu. Tôi cho cậu biết tất cả sự thật là vì muốn cậu biết Lương Văn Đạo mới là hung thủ thật sự hại chết cha mẹ cậu. Tôi tin rằng trên đời này nếu chỉ có một người có thể đối phó với Lương Văn Đạo thì người đó sẽ chính là cậu. Bởi vì cậu là sản phẩm thí nghiệm mà ông ta một mực muốn bảo vệ. Nếu như giết cậu đồng nghĩa với việc hủy hoại tâm huyết nhiều năm của ông ta. Cuối cùng tôi muốn cho cậu một lời khuyên là tuyệt đối đừng tin bất cứ ai. Vì Lương Văn Đạo giỏi nhất là tìm ra bí mật không thể cho ai biết của bất cứ ai, từ đó điều khiển đối phương, khiến cho đối phương làm việc cho ông ta. Cảm ơn anh đã cho tôi biết chân tướng sự việc. Không có gì. Mấy năm nay tôi đều luôn hiểu lầm ba tôi. Tôi nghĩ ông ấy là một người cha không có trách nhiệm. Không ngờ ông ấy vì bảo vệ chúng tôi nên mới rời xa chúng tôi. Giờ chúng tôi đã có di ngôn của ba anh để lại làm bằng chứng rồi. Tôi mong anh có thể làm nhân chứng, ra mặt khai ra Lương Văn Đạo, khiến ông ta chịu chế tài của pháp luật. Không thành vấn đề. Nhưng mà hy vọng cảnh sát có thể tìm ra mẹ giúp tôi trước. Dựa vào thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ thì mẹ cậu không hề có ghi chép xuất cảnh. Chỉ cần bà ấy vẫn còn ở đây, chúng tôi có thể tìm được tung tích của bà ấy. Có thể là mẹ của Ryan đã rơi vào tay của Lương Văn Đạo. Có khả năng này. Có điều cậu yên tâm, tôi sẽ dốc sức giúp cậu. Lần cuối cùng cậu liên lạc với mẹ cậu là lúc nào? Tối hôm trước ngày bà đặt vé máy bay về nước. Hôm đó bà còn gửi cho tôi một bức hình. Xong rồi đây. Đây là canh hải sản dưa muối bà tự xuống bếp nấu đó nghe. Cảm ơn bà. Những món khác có thể không ăn, nhưng món canh này con nhất định phải nể mặt ba mà ăn. Ừ. Cảm ơn ba. Nè. Con ra nước ngoài cho khuây khỏa đi. Không có tâm trạng. Sao vậy? Món canh này đắng lắm sao? Không có.
canh dưa muối sao lại đắng chứ? Vậy sao mặt của con nhăn nhó quá vậy? Con cố gắng sắp xếp đi. Ba muốn gặp Chu Chí Bình. Sao đột nhiên ba lại muốn gặp Chí Bình chứ ba? Sao ba lại không thể gặp cậu ta chứ? Vì anh ấy rất có thành kiến đối với ba. Không lẽ ba không có ý kiến về cậu ta sao? Cho nên hai người đừng gặp nhau thì hơn. Trước đây ba có ý kiến với cậu ta. Con ở trước mặt ba không ngừng thanh minh nói giúp cậu ta. Bây giờ Chu Chí Bình có ý kiến với ba, ba của con không thể bình tĩnh tìm cậu ta nói chuyện hay sao? Nói không chừng lần này có thể quá giải hiểu lầm giữa ba và cậu ta. Nhưng không phải trước đây ba nói là anh ấy muốn chia rẽ chúng ta sao? Bây giờ ba vẫn nghĩ như vậy, cho nên cần phải gặp mặt để nói cho rõ ràng. Sao vậy? Con nghi ngờ ba của con đến chút chuyện này cũng sẽ làm hư chuyện à? Hay là con cảm thấy ba có thái độ chủ động như vậy không được lịch sự? Đương nhiên không phải. Nhưng ba chưa bao giờ tiếp xúc với hacker mà. Sao đột nhiên lại... Con lo lắng ba sẽ làm cho Chu Chí Bình biết tay hả? À, hoặc là sợ cậu ta làm cho ba biết tay. Ba, chuyện này không thể đùa được đâu. Tư giận, ba tuyệt đối sẽ không mang hạnh phúc của con gái mình ra đùa giỡn đâu. Con biết ba làm như vậy là muốn tốt cho con. Anh, em không tin chị Tư Giận liên quan đến sự mất tích của Ivy. Cô hiểu Tư Giận được bao nhiêu? 50%. Không, 70%. Sự hiểu biết giữa con người với nhau rốt cuộc phải đo lường bằng cách nào? Cho nên chúng tôi mới có câu lòng người khó đoán. Tuyệt đối không được tin bất kỳ ai. Cô quá dễ dàng tin người khác. Sao anh nói giống hệt chị Tư Giận vậy? Cô ấy cũng nói cô như vậy à? Thật ra có một chuyện em vẫn luôn chưa nói với anh, là bí mật giữa em và chị Tư Giận. Hai người có bí mật sao? Đúng vậy. Lúc đó khi anh bị Du Khống là hung thủ giết Troy, để tránh sự truy nã của cảnh sát nên anh không về nhà. Chị Tư Giận đã đến đây. Em nói với chị ấy, tuy rằng anh là hacker nhưng anh là người tốt, anh rất thích chị ấy. Emily, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh à, anh đừng giận mà. Chuyện cũng đã qua rồi. Anh, thật ra anh nên vui mới đúng đó. Có gì đáng vui đâu chứ. Thật ra chị Tư Giận đã biết thân phận hacker của anh từ lâu, nhưng đã giúp anh nhiều bí mật. Chị ấy không những không tìm người của Lương Văn Đạo đến đối phó anh, mà còn âm thầm dùng thân phận Ghost giúp anh tìm ra hung thủ thật sự. Dù sao cô ấy cũng là con gái của Lương Văn Đạo, sao có thể không biết con người của ba cô ấy được. Anh vừa mới nói lòng người khó đoán còn gì. Có lẽ chị Tư Giận cũng không biết ba chị ấy đang nghĩ gì. Anh đừng tự làm khó mình nữa. Thích một người thì nên tin tưởng người đó. Giống như em vậy, em thích anh, em cũng thích chị Tư Giận. Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Trời ơi, thì anh cứ tìm chị Tư Giận nói cho rõ ràng đi. Hay là để em gọi cho chị ấy giúp anh nha. Cô đừng có làm bậy đó. Là chị Tư Giận. Alo. Tìm tôi có gì không? Ba em muốn gặp anh đó. Ông ấy nói có chuyện muốn nói với anh. Ở đây không có ai khác, chúng ta có thể thoải mái nói ra lời thật lòng. Trong không gian khép kín, không cần lo sợ khả năng đối phương lén ghi âm cuộc nói chuyện. Đúng là suy nghĩ chu đáo. Đó cũng là cách nghĩ của cậu, muốn tốt cho cậu. Ông hẹn tôi tới rốt cuộc có mục đích gì?
Tôi tin rằng cậu đã biết được rất nhiều chuyện từ chỗ Ryan, con trai của Văn Quý rồi. Tuy nhiên, có lẽ trong lòng của cậu còn một số nghi vấn muốn trực tiếp xác thực từ tôi. Vụ tai nạn của ba mẹ tôi năm đó là một tai ông tạo thành đúng không? Nhìn từ kết quả thì đúng là như vậy. Năm đó tôi kêu Nhân Hải đi ngăn cản họ rời đi. Vụ tai nạn đó là ngoài ý muốn. Không ngờ ông thực sự thẳng thắn. Sau vụ tai nạn, cậu được đưa đến cô nhi viện của Nhân Hải. 20 năm sau, tôi chứng kiến cậu trưởng thành từng ngày một. Cho nên ở một mức độ nhất định, cậu giống như con trai của tôi vậy. Cách nói này của ông không có tác dụng với tôi đâu. Đối với ông, tôi chỉ có căm hận. Có lẽ cậu vẫn chưa biết rõ tính quan trọng của mình. Năm đó tôi và mẹ cậu cùng nhau nghiên cứu công nghệ hóa sinh thông minh. Cuối cùng cô ta lựa chọn phản bội tôi, không giao cho tôi báo cáo nghiên cứu thật. Cho nên bây giờ cậu là vật thí nghiệm thành công còn lại duy nhất. Chỉ có cậu mới có thể giúp tôi hoàn thành giấc mơ vĩ đại dự án nhân loại mới trong tương lai. Dựa vào đâu mà ông nghĩ tôi sẽ giúp ông? Con người ai cũng có nhược điểm hết á. Cậu cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến Đỗ Ân Triết, Lưu Hiểu Phong và những đứa trẻ cô như chị, tôi có thể bảo vệ bọn họ. Tôi cũng có thể để cậu tiếp tục qua lại với Tư Dận. Ông tưởng như vậy là có thể uy hiếp được tôi à? Cậu có thể báo cảnh sát để cảnh sát bảo vệ họ. Nhưng không có chứng cứ, dựa vào đâu mà cảnh sát tin cậu? À đúng rồi, cậu đừng mong ra anh sẽ khai ra tôi. Cậu ta là đứa con có hiếu, cậu ta sẽ không vì an nguy của mẹ mình mà nói năng sằng bậy đâu. Quả nhiên mẹ của Ryan đã bị ông bắt cóc. Đúng là đê tiện. Nếu cậu đã biết con người của tôi rồi thì chắc cũng hiểu rõ không hợp tác với tôi sẽ có kết cục gì. Tôi cho cậu 24 tiếng. Hy vọng đến lúc đó cậu sẽ cho tôi sự lựa chọn sáng suốt. Ba em đã nói gì với anh? Nếu anh nói ông ta đã thừa nhận với anh tất cả mọi chuyện, thừa nhận tất cả những sự tàn nhẫn do ông ta đứng đằng sau sai khiến, thì em có tin không? Không thể nào. Bây giờ đổi lại anh hỏi em, có phải là em từng gặp vợ của Trương Văn Quý không? Cô Ivy, thời gian cô ấy đến lo hậu sự cho chú Quý, em luôn ở bên cạnh cô ấy. Bà ấy mất tích thật sự không liên quan tới em mà. Mất tích? Không phải cô Ivy đã về Mỹ rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Con trai Trương Văn Quý là Ryan từ Mỹ tới Singapore tìm mẹ anh ấy, vừa gặp tôi ngày hôm qua. Ryan đang ở Singapore? Anh ấy đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy. Hiện tại Ryan không tiện gặp bất kỳ một ai. Tại sao? Xin lỗi, vì sự an toàn của anh ta, anh không thể tiết lộ. Anh vẫn không tin em. Còn em cũng đâu thực sự tin anh. Oh!
Mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi. Ngày mai chính là cơ hội tốt để cậu báo thù cho mình. Hãy cố gắng chứng minh bản thân. Hai người giúp tôi đi Mỹ điều tra luật sư của Trương Văn Quý, xác nhận xem Trương Văn Quý lúc còn sống có từng để lại di chúc gì cho vợ và con ông ấy hay không. Sao anh biết Trương Văn Quý có để lại di chúc? Chuyện này một người đi là được rồi, tại sao phải hai người đi chứ? Hơn nữa còn là vé máy bay chiều nay, gấp như vậy tìm đâu ra? Đúng vậy, vô cùng cấp bách. Nhiệm vụ lần này có thể gặp nguy hiểm. Hai người ở nước ngoài có thể chăm sóc cho nhau. Sếp à, có phải anh đã điều tra được gì nhưng không cho chúng tôi biết không? Chắc chắn có cái gì đó. Đột nhiên không cho chúng tôi điều tra Lương Nhân Đạo, làm việc thì thần bí. Lẽ nào đến chúng tôi mà anh cũng không tin? Tôi làm việc cần phải xin phép hai người sao? Cứ làm theo chỉ thị của tôi là được rồi. Chắc là sếp cố tình đánh lạc hướng chúng ta, sợ chúng ta bị liên lụy. Không lẽ đến sếp cũng sợ Lương Văn Đạo? Đương nhiên là anh ấy không sợ. Anh ấy sợ chúng ta. Sợ chúng ta? Ý anh là lo cho chúng ta hả? Cô còn không rõ con người của sếp sao? Lần trước chút nữa cô xảy ra chuyện, anh ấy đã rất áy náy rồi. Lần này phải đối phó với tên đại ma đầu Lương Văn Đạo, chỉ sợ bản thân anh ấy cũng không nắm chắc. Vậy anh ấy càng phải cần chúng ta giúp mới đúng chứ. Nếu chúng ta ở lại chỉ khiến anh ấy càng thêm lo nghĩ, không dám chơi thẳng tay. Vậy anh định làm rùa rụt đầu để một mình sếp mạo hiểm bỏ mặc anh ấy hay sao? Tôi giống loại người tham sống sợ chết sao? Vì sếp, cho dù có phải hy sinh tính mạng tôi cũng không nuối tiếc đâu. Trước giờ sếp làm gì cũng đều tự biết cân nhắc. Nếu giờ lúc này mà chúng ta tự ý quyết định, có khi là giúp quá phiền, chỉ sợ sẽ hại anh ấy thôi. Sếp, tôi và Hiểu Phong đã chuẩn bị xong rồi, chiều nay sẽ bay đi Mỹ. Được, hai người phải đề cao cảnh giác, cẩn trọng mọi lúc. Chúng tôi biết rồi. Sao vậy? Tôi biết anh muốn chúng tôi đi, chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Nhưng tôi mong anh nhất định phải bảo trọng. Tôi và Hiểu Phong đều không thể không có sự dẫn dắt của anh. Cảm ơn cô ân tri. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ hợp tác với ông.
Ông chủ, người đã đến rồi. Ông muốn hợp tác kiểu gì? Đừng vội. Trước khi chúng ta chính thức hợp tác, tôi mong cậu có thể chứng minh thành ý của mình trước. Chứng minh bằng cách nào? Dẫn người ra đây. Cuộc thi hacker lần trước, cậu cố ý nhường Học Trung thắng, khiến tôi xem mà rất khó chịu. Tôi hy vọng cậu phải dùng bản lĩnh thật sự, cùng với con trai nuôi do tôi huấn luyện, đấu một trận chính thức. Tôi ra đề, ai giải được câu đố trước thì sẽ là người thắng. Người thua sẽ chết ngay. Ông điên rồi, tôi từ chối. Cậu không có cơ hội lựa chọn đâu. Bao lâu nữa thì xe tới? Khoảng 5 đến 8 phút nữa. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Luật thi của hôm nay là một khối Rubik 3 chiều 10x10 treo lơ lửng. Người chơi có thể tùy ý điều khiển các hướng trên dưới trái phải. Sàn nhà dưới chân người chơi, mỗi ô đều được đánh số hiệu riêng. Mật khẩu tương ứng với số hiệu sàn nhà của hai bên cũng sẽ được giấu trong khối Rubik treo. Các hacker phải tìm ra số hiệu sàn nhà của đối thủ trong khối Rubik và giải mã. Giải mã thành công thì ô vuông sẽ sáng đèn và khởi động thiết bị laser phá hủy sàn nhà tương ứng của đối thủ. Sàn nhà bị phá hủy sẽ sáng đèn trước, đồng thời sẽ có một tia laser từ trên chiếu xuống phá hủy ô này. Trong trò chơi, bất hạnh rơi xuống hoặc bị chiếu tia laser thì tính thua. Số lượng sàn nhà có hạn, người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
Chúc mừng. Quan học trung và thành viên của cậu, cậu chỉ có thể cứu một. Nghe tôi nói, trận đấu này dù thắng hay thua, Lương Văn Đạo cũng sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi thà chết trong tay của anh. Anh giết tôi đi. Chỉ có dùng mạng của tôi mới có thể cứu được Ân Triết và sự tín nhiệm của ông ấy. Thì nổ súng. 3. Cậu nhân từ quá, sẽ khiến người khác tỏ ra yếu đuối và bất tài. Tôi không cho phép mình hợp tác với người bất tài đâu. Ông cố ý khiến tay tôi nhớ máu tươi, chẳng qua là muốn nắm được điểm yếu phạm tội của tôi để khiến tôi bị ông quản chế. Bây giờ mọi người đều ở cùng trên một con thuyền. Nếu như tôi ngã xuống thì cậu cũng sẽ bị chìm cùng tôi. Rốt cuộc ông muốn tôi hợp tác với ông thế nào đi?
Hôm nay còn mệt rồi, công việc để mai rồi nói. Nếu cậu đã chứng minh được thành ý của cậu thì tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi hẹn Tư Nhận rồi, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Sao trông con giống như nhìn thấy quái vật vậy? Ngồi đi, ngồi đi. Sau khi ba tìm hiểu sâu về Chí Bình, đã làm sáng tỏ hiểu lầm của cậu ấy đối với bà. Trước đây đã hiểu lầm ba của em, tưởng cái chết của ba mẹ anh liên quan tới ông Lương. May mà ông Lương không tính toán chuyện cũ, đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Bây giờ hai người cũng đã hòa giải rồi. À, còn một tin vui nữa. Chí Bình đã quyết định giải tán Zero, gia nhập Snowball của chúng ta. Không thể nào. Chẳng phải em luôn mong anh tỉnh ngộ kịp lúc cải tà quy chính sao? Bây giờ anh làm rồi, tại sao em lại không tin? Anh là một người rất có nguyên tắc. Anh không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Có phải anh muốn đối phó với ba của em không? Ba đừng tin anh ta. Chắc chắn anh ta không có ý tốt đâu ba. Con nghĩ nhiều quá rồi. Ba con đã gặp vô số người. Chí Bình quả thật đã có ý hối cải. Chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội chứ. Ba của em là bác trai. Bác trai đã đồng ý khi chúng ta tiếp tục quen nhau. Mà em đồng ý không có nghĩa là em cũng đồng ý. Tại sao? Những việc mà anh đang làm không phải chính là điều em luôn mong đợi sao? Ba, có phải ba không tin con không? Ba chỉ tin vào sự thật chính mắt ba nhìn thấy thôi. Vậy được, con không có gì để nói hết. Con không muốn ăn. Hai người ăn tiếp đi. Tư Dựng,